Thì hôm nay mình giới thiệu cho các anh em về một cái mẫu mạch mới ha, mẫu mạch 2024 nè. Cơ mẫu mạch MD9840 DSP keo cơ digital feedback ha. Ở cô giảng DSP nha, lập trình nha, có cái chống hú. Mẫu này ca tuyệt vời lắm. Đây là tất cả các bên chỉnh đó nè, mic chat, mic bass, mic gain, mic volume nè, echo nè, chép bát von nè, guitar von nè, ha, một cổng guitar nè, một cổng micro nè, switch power công tắc nguồn, switch led công tắc led ha. Thì đối với mẫu mạch này á, có công suất là 150W, chạy cho lo 4 tắc đơn, con 51 hoặc 3 tắc đôi, con 38 ha. Đây, một chút của sản phẩm ha. Này bên trong sản phẩm này. Ok, thì đối với mẫu mạch này thì các anh em phải sử dụng bình ắc quy nha. Đó. Điều kiện kèm theo là một cục sạc này, đó sạc bình này. Đó, một cái remote này. Anh em nào muốn sử dụng điện trực tiếp thì mình cứ trang bị cục áp cục nguồn 15V 10A. Ha. Mình có thể ghim vào đây phía trước đó, hoặc là bên trong tương đương với đường bình đó, chạy ok được hết. Mẫu mạch này đánh rất là hay các anh em nha ha, tiếng rất là tốt, keo cơ rất là mượt ha. Echo dạng DSP lập trình nha, tiếng echo nó các anh em nếu mà nghe kỹ là gần như tiếng reverb ha. Mẫu này mẫu mới này, tiếng tốt lắm các anh em nha. Kết thúc video rồi.